Vâng, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay lại là một cái ngày trời nắng và gió. Tôi đang ở trên nương. Bây giờ thì ngô đã lên rồi các bạn. Đây các bạn. Ngày xưa mà khi chưa có cái thuốc trừ cỏ ấy thì chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng phải cuốc hay còn lấy trâu cày ấy, nhưng mà bây giờ thì có cái thuốc trừ cỏ rồi thì chúng tôi chỉ phun xong là trồng thôi. Bây giờ ngô đã lên rồi các bạn. Thì trong cái clip này tôi lại muốn gửi đến tất cả các bạn, những người yêu mến cuộc sống vùng cao, những người yêu quý thuốc dân gian, một số những cái hình ảnh và một số những cái công dụng, tác dụng cũng như là một số những cái cây thuốc, một số những cái bài thuốc có sử dụng cái cây gọi là cây mắc cỡ, hay còn gọi là cây xấu hổ, hay còn gọi là cây trinh nữ đấy. Thì bây giờ tôi đang đi tìm, thì mời các bạn theo chân tôi đi tìm hiểu. Và ở đây thì chúng ta còn thấy là có khá là nhiều những cây thuốc, ví dụ như là cây này đây. Cây này là một loại cây điều trị viêm da cơ địa á sừng rất là tốt đây. Hay chúng ta còn gọi là cây cỏ, cây ngải hôi, cây ngải dại đấy các bạn. Đấy. Ngoài ra cây này là điều trị viêm xoang đấy các bạn. Cây cỏ hôi đây. Đó. Rồi thì không để mất thời gian của các bạn nữa. Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu cây này. Thì không biết là cây này bây giờ nó ở đâu. À đây rồi. Đấy thưa các bạn. Cái cây này chính là cây mắc cỡ này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không dại mà sờ đến cái cây này đúng không nhỉ? Tại vì là khi mà chúng ta sờ đến cây này rồi thì nó sẽ chúng ta sẽ không còn nhìn thấy hoàn chỉnh cái lá của nó nữa. Đây. Và một cái nữa, tất cả các bạn thông cảm, như mọi cái video tôi cũng hay nói là cái máy ảnh của tôi nó không được đến nét rõ lắm. Đây, nó lấy nét khá là yếu, nhiều lúc là tôi cũng rất là bực mình, nhưng mà vì điều kiện nó chưa có, nó thật ra là như thế. Đây các bạn, đây chính là cây mắc cỡ này. Các bạn để ý nhá. Đó. Đấy các bạn thấy chưa? Rồi. Một cái đặc điểm nhận biết nó rất là, chúng ta rất là dễ nhận biết đúng không ạ? Rồi tôi chỉ động một tí như thế thôi, còn nếu mà chúng ta động phải cái này thì tôi sẽ không còn để mà giới thiệu cho các bạn biết nữa. Cái cây này tiếng địa phương chúng tôi gọi là phàm thiếu dựa nhé các bạn. Đấy, cây mắc cỡ địa phương chúng tôi người Dao ấy hay gọi là cây phàm thiếu dựa. Và cây này thì là một cái cây thuốc nam rất là quý hiếm. Cây nhỏ phân nhiều nhánh, có gai hình móc nhé các bạn. Đấy, các bạn có thể là thấy gai của nó ở đây này. Đây. Gai đấy, đây, 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 thấy chưa? Đấy. Và lá kép lông chim chắn hai lần đây, lá đây các bạn này, lá lá kép đây, nó mọc đối xứng với nhau đấy. Đấy rồi, có thể là tôi mô tả nó sẽ không được chuẩn chỉ, nhưng mà các bạn thấy là chỉ cần khi nào mà các bạn động đến nó khác, nó mắc cỡ, nó xấu hổ, nó chụm lại lá của nó như thế này là chúng ta biết là cây này là cây xấu hổ rồi, tại vì là không còn một cái cây thứ hai như thế này nữa. Rồi bây giờ thì tôi muốn gửi đến các bạn một số những cái thông tin, một số những cái bài thuốc có sử dụng cây này. Những cái trường hợp mà chúng ta bị đau lưng nhé các bạn. Bị đau lưng này, đau nhức xương khớp, chân tay tê bại thì chúng ta lấy cái rễ của cây này này. Đấy, rễ của cây phàm thiếu dựa. Phàm thiếu dựa là tiếng địa phương chúng tôi. Các bạn lấy rễ của cây trinh nữ này hay là cây xấu hổ ấy. Các bạn là thái mỏng, tẩm rượu sao cho thơm, rồi các bạn lấy khoảng từ 20 đến 30 gram, các bạn sắc với khoảng 400 ml nước, còn lại khoảng 100 ml thì các bạn uống.
làm 2 lần trong một ngày. Đấy, tức là các bạn chia ra 2 lần uống trong một ngày. Đấy. Đấy là những cái trường hợp mà bị đau lưng, đau nhức xương khớp ấy. Thì cái này các bạn phải uống trong thời gian từ 2 đến 3 tháng nha các bạn. Nó sẽ dứt hẳn cái chứng đau lưng của các bạn. Đấy, còn cái thứ hai nữa thì những cái trường hợp mà khí hư ở phụ nữ đấy thì chúng ta cũng có thể lấy cái rễ của cái cây xấu hổ này, rễ nó ở dưới nha các bạn. Tôi sẽ không động vào thì tôi sẽ không có để mà giới thiệu cho các bạn nữa. Đấy, nó sẽ như thế này đấy, bây giờ nó đang chuẩn bị lại bung ra rồi. Thì những cái trường hợp mà bị khí hư ở phụ nữ thì chúng ta lấy cái rễ của cây xấu hổ này, các bạn giã xong là ép lấy nước rồi uống một ngày 3 lần nhé các bạn. Các bạn uống mỗi lần thì khoảng 2 thìa canh. Các bạn cứ uống liên tục trong vòng thời gian 1 tuần thì cái khí hư nó sẽ hết. Đấy. Và một cái nữa, những cái trường hợp mà suy nhược thần kinh ấy, mất ngủ ấy, thì chúng ta cũng lấy cái rễ của cây xấu hổ này, nó đặc biệt tốt đối với những cái trường hợp mà bị suy nhược thần kinh mất ngủ. Và không chỉ là chúng ta lấy cái rễ này, chúng ta lấy cả cành nhé các bạn. Đây, lấy cành này, lấy rễ của cây này, các bạn rửa thật sạch, cắt ngắn sao vàng để sắc uống. Và các bạn cái này thì chúng ta có thể là dùng riêng, dùng mỗi độc vị, hay còn gọi là nếu mà ở chỗ các bạn có cái cây chua me đất hoa vàng ấy, thì các bạn có thể kết hợp lại với nhau để mà sắc uống. Đấy, các bạn sắc uống trong khoảng thời gian 1 tháng thì nó sẽ tạo cho các bạn một cái giấc ngủ ngon, ăn giấc. Ngoài ra thì những cái trường hợp mà bị tăng huyết áp ấy. Đấy, những cái trường hợp mà bị tăng huyết áp thì chúng ta cũng lấy cái cây này này, chúng ta lấy cành, lá, rễ của cái cây xấu hổ này. Các bạn kết hợp với lại đỗ trọng này, lá vông nem này. Đấy, mấy cái đấy các bạn nếu mà ở chỗ các bạn có cái hà thủ ô ấy, hà thủ ô đỏ, thì các bạn tất cả mọi cái các bạn kết hợp lại với nhau, các bạn sắc uống và có thể là tán bột mịn để uống. Đấy, uống mỗi ngày khoảng từ 20 đến 30 gram. Các bạn uống trong thời gian 1 tuần đến 10 ngày thì cái chứng tăng huyết áp nó sẽ không còn nữa. Nó sẽ điều hòa huyết áp của các bạn. Đấy. Ngoài ra thì cây này ở gọi là theo kinh nghiệm dân gian ở trên tôi có thể chữa được cái chứng mà co giật đấy các bạn. Đấy, chữa cái chứng co giật rất là tốt cho các bạn. Đây. Co giật những cái chứng độc kinh ấy thì nó rất là tốt, rất là hiệu quả. Từ cái cây phàm thiếu dựa này. Đấy, địa phương chúng tôi gọi là phàm thiếu dựa, không biết là chỗ các bạn gọi như thế nào. Ở người Dao, nếu mà có những cái trường hợp cô bác anh chị em nào mà người dân tộc Dao ấy biết đến xem cái clip này mà biết đến cái tên gọi phàm thiếu dựa, thì nếu mà ngoài ra còn có những cái tên gọi khác thì tôi mong tất cả mọi người anh chị em nào biết để lại một số cái dòng bình luận ghi tên phía dưới để tôi còn biết được nhiều hơn, tôi còn tham khảo. Và đấy là những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến tất cả mọi người về cái cây mắc cỡ này. Chắc chắn là nó sẽ còn khá là nhiều công dụng nữa, nhưng mà tôi mong sao tất cả mọi người ủng hộ tôi. Nếu mà anh chị em bạn bè nào biết đến cái cây xấu hổ này, ngoài những cái tác dụng mà tôi vừa nêu, nó còn có những cái tác dụng khác, thì mong sao tất cả mọi người đóng góp ý kiến cho tôi, ủng hộ tôi bằng cách ghi lại một số những cái dòng bình luận ở phía dưới cho tôi cùng tham khảo để tôi còn biết được nhiều hơn nữa. Tại vì là tôi bao giờ cũng không đảm bảo là những cái tôi nói thì nó sẽ hết ý. Đấy, thì chắc chắn nó sẽ còn rất là nhiều những cái thiếu sót. Mong tất cả mọi người cùng nhau để mà đóng góp ý kiến thôi. Rồi, đấy là những cái thông tin tôi muốn gửi đến tất cả mọi người. Hy vọng nó là hữu ích để cho các bạn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, của gia đình. Nếu mà các bạn thấy cái clip này hay, ý nghĩa thì vui lòng để lại cho tôi một like, một số những cái dòng bình luận
đồng thời chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những cái clip mới mỗi ngày. Ngoài ra thì đây còn có rất là nhiều những cây này. Đây, cây này thì trước tôi cũng có cái clip giới thiệu đấy. Cây này là cây ngải hôi đây, viêm da cơ địa á sừng đây, như đầu video tôi chỉ đây đó. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi những cái clip này, đặc biệt là đã ủng hộ từ trước đến giờ, ủng hộ tôi từ trước đến giờ. Thì nếu mà các bạn thấy hay thì vui lòng để lại cho tôi like những dòng bình luận ở phía dưới để tôi cùng tham khảo, và tôi càng ngày càng hoàn thiện hơn những cái mà tôi chưa biết, hay còn gọi là những cái mà tôi thuyết trình còn ua ớ thì các bạn hết sức thông cảm đấy. Rồi xin chào tất cả các bạn.